Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự trực tiếp lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình ngày 13 tháng 6 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên họp toàn thể thảo luận báo cáo của Chính phủ về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện trong những tháng đầu năm 2020. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới sau 10 năm triển khai. Nhiều thương hiệu Việt đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu, là niềm tự hào của người tiêu dùng Việt. Chương trình nghệ thuật Mặt trời phương Đông chào mừng 53 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và năm Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay 13 tháng 6, Quốc hội bắt đầu phiên họp toàn thể thảo luận báo cáo của Chính phủ về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, tác động của đại dịch COVID-19 đến nước ta là rất nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Chính phủ đã tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân. Hiện Chính phủ chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng và quyết tâm duy trì ở mức cao nhất. Bày tỏ đồng tình với quyết tâm này của Chính phủ, một số đại biểu cho rằng, ở thời điểm khó khăn này, việc đạt được một nửa mục tiêu đề ra đã là nỗ lực rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị các bộ ngành cần có giải pháp nhằm ổn định tâm lý, đời sống nhân dân, bởi sau đại dịch, giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn đang ở mức cao. Đồng thời đề nghị, Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường huyết mạch kết nối liên vùng để tạo lực đẩy cho phát triển. Sự đoàn kết, đồng lòng. Trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi số quốc gia và khuyến khích phát triển các sản phẩm Make in Việt Nam, những sản phẩm do doanh nghiệp Việt tự thiết kế, chế tạo và tự làm chủ công nghệ. Sáng ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố nền tảng quản trị doanh nghiệp One Office, góp phần tăng năng suất và hiệu quả lao động cho doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0. Tại lễ công bố, các doanh nghiệp rất ấn tượng khi trải nghiệm những sản phẩm cụ thể One Office trong thực tế. Từ làm đơn xin vắng mặt trực tuyến, lãnh đạo phê duyệt, đến tạo lập và ký hợp đồng với khách hàng. Hiện 100.000 người dùng ở hơn 2.000 doanh nghiệp đã sử dụng nền tảng này, đánh giá cao khả năng linh hoạt của phần mềm. Các chính sách trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau, chấm công tiền lương khác nhau, chính sách kinh doanh khác nhau, các cái quy trình xử lý công việc khác nhau. Làm sao đó để người dùng có thể được tùy biến được từ doanh nghiệp của mình. Thì đây là những thứ mà One Office tập trung để giải quyết. Với phương thức quản trị cũ, một doanh nghiệp ứng dụng riêng lẻ nhiều phần mềm, chi phí tốn kém, thì nền tảng này quản lý duy nhất đồng bộ trên nền tảng điện toán đám mây, giúp giảm chi phí, tạo môi trường làm việc trực tuyến hiệu quả. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như là định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì các cái nền tảng Make in Việt Nam là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số nó sẽ diễn ra nhanh hơn và chi phí sẽ thấp hơn. Việt Nam hiện có hơn 700.000 doanh nghiệp. Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược Make in Việt Nam không chỉ khuyến khích công nghệ Việt phát triển mà còn giúp các doanh nghiệp Việt vươn ra thế giới. Vâng, chương trình chuyển đổi số quốc gia với những sản phẩm do doanh nghiệp Việt tự thiết kế, chế tạo và tự làm chủ công nghệ Make in Việt Nam mới được triển khai và kỳ vọng là sẽ mang lại những kết quả tốt, cũng giống như là cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được triển khai hơn 10 năm nay. Đến thời điểm này thì cuộc vận động đang chuyển sang một giai đoạn mới, đó là người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam. Từ ưu tiên, giờ đây là tự hào với mỗi mặt hàng Made in Việt Nam. Có thể thấy rằng sự thay đổi với một loạt chiến dịch là dùng hàng Việt là yêu nước, dùng hàng Việt cho người Việt hay là tôi dùng hàng Việt Nam. Nhiều thương hiệu Việt đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu, là niềm tự hào của người tiêu dùng Việt. Mỗi khi có nhu cầu mua sắm giày dép, anh Đức và chị Huyền lại tìm đến nhãn hiệu Việt tên tuổi này. Nhu cầu của người trẻ ngày càng cao, một sản phẩm không chỉ cần chất lượng tốt, hợp túi tiền mà còn phải thời trang. Mẫu mã của Việt Nam giờ sản xuất rất đẹp và đảm bảo về cả chất lượng nữa. Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng sản phẩm như vậy. Từ lụa là, gốm sứ, đồ thủ công mỹ nghệ cho tới các phương tiện giao thông công nghệ hiện đại như là điện thoại thông minh, ô tô, xe máy đều mang khát vọng vươn tầm của người Việt. Một chiếc áo lụa giờ đây không chỉ kể câu chuyện về thời gian mà còn định vị một sản phẩm mang hồn Việt, sáng tạo Việt bền vững. Mình cảm thấy nó có sự gắn bó, nó có sự thân thuộc
hoàn toàn là nó xứng đáng được tôn vinh lên. Mình biết rằng là ở sâu trong đấy là người Việt Nam mình được tiêu dùng hàng Việt Nam một cách đảm bảo, một cách chất lượng. Khi khách hàng tự hào dùng hàng Việt, nhà sản xuất cũng thấy tự hào làm hàng Việt. Được khách hàng tin yêu thì Hà cảm thấy là rất là có nhiều cái nguồn động lực và nguồn cảm hứng để mình muốn tung ra những cái sản phẩm tốt hơn. Mình rất là tự hào về hàng Việt Nam của chúng ta. Khi mà Hà đi ra thế giới, Hà nhìn thấy được và hàng Việt Nam của chúng ta cũng đang rất là được ưa chuộng ở trên thế giới, thì tại sao người Việt lại không sử dụng hàng Việt Nam? Theo báo cáo của hệ thống phân phối, tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị nước ngoài ở Việt Nam chiếm từ 60 đến 96%, bao gồm các mặt hàng may mặc, thực phẩm. Có tới gần 90% người Việt tiêu dùng được hỏi thể hiện sự quan tâm và khẳng định sẽ lựa chọn hàng Việt Nam. Thể hiện cái tinh thần nhân văn, đặc biệt là tinh thần tự hào dân tộc. Rõ ràng người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, bên cạnh cái việc là chúng ta đã quá quen những văn hóa gửi gắm trong những sản phẩm, quá quen với cái nếp sinh hoạt, quá quen với những giá trị thẩm mỹ của người Việt bao nhiêu đời trong những sản phẩm như là mây đan tre chẳng hạn, hoặc là gần đây chúng ta thấy cái điện thoại iPhone. Người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam đó là sự trân trọng cái giá trị dân tộc, trân trọng cái bản sắc, đặc biệt trân trọng con người Việt Nam. Tự hào hàng Việt, đó không chỉ là tự hào về một nhãn hàng nào đó. Niềm tin yêu của khách hàng, trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ cùng tạo dựng thương hiệu Việt. Vụ hè thu năm nay sẽ có khoảng từ 2,3 cho đến 2,5 triệu tấn gạo được xuất khẩu. Đây là dự báo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Theo đó, thì vụ hè thu năm nay, sản lượng lúa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ước đạt trên 8,7 triệu tấn. Tính trong 5 tháng đầu năm nay, thì khối lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,9 triệu tấn, tăng hơn 5% về khối lượng và gần 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam. Tối qua, thì lô lợn giống nhập khẩu đầu tiên và lớn nhất tại các tỉnh phía Nam đã về tới Việt Nam. Gần 320 con lợn giống được một công ty có trụ sở tại Đồng Nai nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Hầu hết thì đều có trọng lượng từ 80 cho đến 100kg một con. Dự kiến đến cuối năm nay, đàn lợn giống bố mẹ nhập khẩu này sẽ cho lợn giống thương phẩm, góp phần cung cấp nguồn lợn đang thiếu hụt trầm trọng cho các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Theo quy định thì đàn lợn giống này sẽ được cách ly và thực hiện các quy định về kiểm dịch động vật trước khi đưa vào trại nuôi. Hiện các tỉnh phía Bắc, trong đó có vùng vải trọng điểm là Bắc Giang, Hải Dương, đang đặt mục tiêu xuất khẩu được khoảng 30% sản lượng vải. Một tín hiệu khả quan đó là cách đây một ngày, thì 20 tấn vải lục ngạn Bắc Giang đầu tiên đã được một tập đoàn thu mua xuất khẩu đi Mỹ. Container vải đầu tiên đi một thị trường xa và khó tính, ngay trong thời điểm mà dịch bệnh COVID vẫn còn rất phức tạp, đã mở ra hy vọng cho khoảng 1.000 tấn vải trên diện tích 15.000 hectare đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của riêng lục ngạn. Sau 2 ngày, container vải đi Mỹ đầu tiên này sẽ vào tới Thành phố Hồ Chí Minh. Vải sẽ được xử lý dịch hại tại cơ sở chiếu xạ và nhà máy đóng gói đã được Mỹ cấp mã số rồi đưa đi Mỹ bằng đường biển và đường hàng không. Quả vải ngay sau khi thu hái được doanh nghiệp xuất khẩu yêu cầu sơ chế rất kỹ. Vải được nhúng nước đá, vận chuyển bằng xe bảo ôn trong nhiệt độ 5 độ C. Dự kiến mỗi tuần, Vina T&T sẽ xuất Mỹ 20 tấn vải thiều lục ngạn. Rõ ràng trái cây đạt chuẩn vẫn được xuất khẩu nếu các doanh nghiệp năng động tìm được cửa riêng giữa khó khăn của chuỗi logistics toàn cầu do dịch. Đang là thời điểm để mà tập đoàn xuất khẩu đẩy mạnh vào thị trường Mỹ, và đang là cái nguồn hàng là đang thiếu, tại vì trong thời điểm Covid không có nguồn hàng để cung cấp. Tất cả các đường bay họ cấm thì mình cũng phải ngưng. Chỉ trường hợp những có đường bay nào họ mở để cho lưu thông hàng hóa thì mình sẽ đăng ký để được ưu tiên để được đưa hàng qua Mỹ, để giữ lại chân được các hệ thống siêu thị bên Mỹ. Toàn bộ lượng vải xuất Mỹ đợt đầu thuộc 218 ha đạt chuẩn Global Gap, có sản lượng 1.500 tấn, đã được Mỹ cấp mã số IRDS và có kết quả xét nghiệm không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Đó là kết quả gần 3 năm qua, những chủ vườn như ông Quế kiên trì sản xuất theo quy trình Global Gap. Lúc nhỏ thì người ta có thể phun thuốc trừ sâu trừ bệnh được, thì lúc khi lớn rồi người ta không phun thuốc trừ sâu trừ bệnh nữa. Đấy, mà cách ly cái này là tôi một tháng nay tôi không phun thuốc rồi, không phun thuốc cỏ, không cắt cỏ nữa, người ta để cho sinh thái. Giữa tình hình ngưng trệ hàng hóa toàn cầu mấy tháng nay, thì công vải đầu đi Mỹ đã động viên người trồng 15.000 ha vải chuẩn Việt Gap và 218 ha Global Gap, đồng thời đánh dấu thành công của ứng dụng công nghệ bảo quản quả vải tươi được hơn một tháng. Xuất lô vải đầu tiên sang thị trường Mỹ với công nghệ bảo quản mới đã bảo quản quả vải được
thời gian từ 30 cho đến 40 ngày. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng, và trong cái thời gian tới chúng tôi hy vọng rằng là quả vải của Bắc Giang sẽ đi được vào các cái thị trường mới, và như là thị trường Mỹ, EU, thế và đặc biệt là vào thị trường Nhật Bản. Thời gian vừa qua thì có một số doanh nghiệp xuất khẩu phản ánh về khó khăn trong thủ tục liên quan đến mã số mã vạch của hàng hóa, mà nguyên nhân là do nhiều loại hàng hóa mang mã số mã vạch của nước nhập khẩu chứ không phải là của Việt Nam và chưa có giấy ủy quyền cho phép sử dụng mã số mã vạch này của đối tác. Trong khi đó thì có một ứng dụng công nghệ vốn để tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa nay lại gây thêm nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gửi công văn đến Bộ Tài chính và đề nghị chỉ đạo Tổng cục Hải quan cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu được thông quan ngay. Sau đó thì Tổng cục Hải quan sẽ thông báo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện cơ chế hậu kiểm đối với các giấy tờ xác nhận. Nếu sai thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. Trước một số ý kiến cho rằng là việc yêu cầu hải quan thông báo những trường hợp không có giấy ủy quyền có thể nảy sinh thêm thủ tục hành chính, Bộ cho biết đây là yếu tố kỹ thuật giữa hai đơn vị nhà nước, không gây phiền hà cho các doanh nghiệp. Chúng tôi xin khẳng định rằng doanh nghiệp không cần phải gửi thêm bất kỳ cái giấy tờ gì hoặc văn bản gì về Bộ Khoa Công nghệ cả. Và những cái việc này sẽ được thực hiện qua quá trình hậu kiểm. Quá trình hậu kiểm ở đây như tôi đã trao đổi, đấy là Bộ Khoa Công nghệ sau khi nhận được cái thông tin từ phía Tổng cục Hải quan về số lô hàng này, rồi các mã số mã vạch gắn liền với nó, thì sẽ có bộ phận đi kiểm tra là cái việc đó là đúng hay là sai, doanh nghiệp có được ủy quyền của phía doanh nghiệp nước ngoài không hay tổ chức nước ngoài không. Nếu mà đúng thì các doanh nghiệp cứ thế làm và xuất khẩu hàng hóa như bình thường. Còn nếu mà sai thì các cơ quan quản lý của nhà nước, trong đó có Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ xem xét xử lý cái sai phạm đó theo quy định hiện hành. Vâng, như vậy tạm thời thì doanh nghiệp khi mà xuất khẩu sẽ không phải cung cấp thêm bất cứ giấy tờ gì liên quan đến mã số mã vạch nước ngoài cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, sau khi xuất khẩu thì các doanh nghiệp cũng cần cung cấp ngay các giấy tờ chứng nhận là được quyền sử dụng mã số mã vạch này. Điều này là cần thiết để có thể đảm bảo uy tín của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Bản tin thời sự sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Ngành tôm Việt Nam bứt phá trong giai đoạn hậu Covid-19 và đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu cả năm là 3,5 tỷ đô la Mỹ. Những lớp học yoga trị liệu miễn phí dành cho người khuyết tật giúp người khuyết tật và gia đình của họ duy trì được lối sống lành mạnh và hòa nhập xã hội tốt hơn. Thưa quý vị, hôm nay bước sang ngày thứ 58, Việt Nam không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào trong cộng đồng. Tổng số ca mắc tại Việt Nam vẫn là 333 ca. Trong số này thì hiện chỉ còn 10 người đang điều trị, số còn lại đã khỏi bệnh. Còn trên thế giới, tính đến 5 giờ sáng nay, theo số liệu của Mỹ, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là hơn 7,7 triệu ca, có hơn 427.000 ca tử vong. Chỉ riêng Mỹ có hơn 2,1 triệu ca mắc, trong đó có 116.000 ca tử vong. Tại tỉnh Sóc Trăng, mới đây đã diễn ra diễn đàn ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý phát triển nuôi tôm nước lợ hiệu quả, bền vững. Các chuyên gia nhận định rằng ngành tôm Việt Nam có rất nhiều cơ hội để bứt phá trong giai đoạn hậu COVID-19. Quyết tâm đặt ra đó là duy trì đà tăng trưởng của ngành tôm và đạt được mục tiêu cho năm nay xuất khẩu tôm đạt giá trị 3,5 tỷ đô la Mỹ. Những yếu tố nào khiến chúng ta có thể lạc quan về triển vọng của ngành tôm như vậy? Ghi nhận các ý kiến từ diễn đàn lần này. Theo các chuyên gia nhận định, trong giai đoạn hậu COVID-19, ngành tôm Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để tăng trưởng mạnh mẽ. Như chúng tôi đã dự đoán, tức là cái nguồn cung của thế giới khả năng sẽ giảm, trong khi đó thì nhu cầu tiêu dùng thì không đổi. Và cái thứ hai thì chúng ta đang có được những cái thuận lợi từ phía các cái hiệp định thương mại. Cái cơ hội thứ ba mà chúng tôi nhìn thấy được đó là vấn đề là các doanh nghiệp đã sẵn sàng và nói chung chính phủ cũng đã có cái sự quan tâm tối đa đến cái vấn đề làm sao để động viên người nuôi. Để tận dụng được cơ hội tăng trưởng này, người nuôi tôm cần đồng thời gia tăng sản lượng và nâng cao chất lượng của con tôm để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định trong quy hoạch vùng nuôi, diện tích nuôi tôm của cả nước sẽ khó vượt mức 730.000 ha. Chính vì vậy, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong quá trình nuôi sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, trong quản trị cái chuỗi giá trị ngành tôm hay hệ sinh thái ngành tôm, nó sẽ giúp chúng ta chủ động hoàn toàn về mặt nguyên liệu.
để chúng ta có thể đáp ứng được mọi cái tình huống của thị trường. Và ứng dụng kỹ thuật này thì chúng ta sẽ làm cho cái giá thành sản xuất của chúng ta giảm đi và cái chất lượng của chúng ta cao hơn, từ đó mà cái sức cạnh tranh của chúng ta sẽ phát triển. Với những tín hiệu khả quan từ thị trường và sự chuẩn bị của các doanh nghiệp cùng người nuôi tôm, các chuyên gia dự báo xuất khẩu tôm năm 2020 sẽ tăng khoảng 3-4% so với năm 2019, đạt 3,45-3,5 tỷ USD, đóng góp chung vào mục tiêu xuất khẩu thủy sản 2020 đạt 8,6 tỷ USD. Thời điểm này, nhiều hồ thủy điện bị thiếu hụt nước nghiêm trọng. Lượng nước về các hồ chứa chỉ bằng khoảng 30-60% trung bình của nhiều năm. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong tháng 5 thì có mưa lớn tại một số khu vực, thế nhưng chủ yếu chỉ ở vùng Hạ Du. Dự báo trong tháng 6, tình hình khô hạn tiếp tục xảy ra ở tất cả các khu vực trong cả nước, gây khó khăn trong cung ứng điện. Tập đoàn Điện lực khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với nhiều biện pháp như là tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở ngưỡng từ 26 độ trở lên và sử dụng kết hợp với quạt, không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn. Thưa quý vị, khi mà tình trạng sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày càng nghiêm trọng, thì giải pháp công trình là quá tốn kém mà không phải nơi nào cũng có thể triển khai được. Vì thế, xây dựng kè sinh thái được cho là một giải pháp thay thế hiệu quả. Kè sinh thái chỉ đơn giản là sử dụng một số loại cây phù hợp để trồng ven bờ sông. Cụ thể như tại ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, thời gian vừa qua luôn là điểm nóng của sạt lở. Thế nhưng với kè sinh thái gần 4 km được người dân ở đây triển khai, thì đến nay những lá chắn xanh này đang dần phát huy được hiệu quả. Cái đường lộ mà nó nằm sát mé đó thì nó cũng phải lỡ, bị cái số lượng tàu chạy qua chạy lại nó quá đông. Trồng bần thì nó giữ nước tốt rồi, nó nhờ cái con nó ngó lên. Trồng bần và nuôi lục bình cặp mé sông là kinh nghiệm chống sạt lở bờ sông đã có từ lâu đời của người dân miền sông nước. Tuy nhiên, lúc ban đầu thực hiện, nhiều người vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Thế nhưng sau gần 2 năm chăm sóc, những cây bần ngày càng lớn, những thảm lục bình ngày càng dày hơn. Kè sinh thái đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thấy cái hiệu quả nó bị gì á, là vừa bần vừa lục bình á, nó giữ đất nó bầu, mau bầu đất lắm. Nếu mà cái bần mà nó tốt rồi là bắt nó bảo đảm là nó hạn chế vụ sạt lở lắm. Có thể thấy kè sinh thái không phát huy hiệu quả nhanh như kè bê tông mà phải đợi đến cả năm cây mới bám đất, nhưng bù lại là chi phí rất rẻ. Cái kè sinh thái về góc độ ấy thì nó kinh phí thì tính nó rất là rẻ, bởi vì nó là cái mình tận dụng các cái tự nhiên như lục bình hoặc là những cái cây như cỏ lát hay là cây lùng, cây bần rồi đó. Còn cái hiệu quả thì nó cũng là giảm đáng kể, nó giảm sạt lở nhiều vì nó giảm cái tác động cơ học đối với thì tàu bè chạy làm sóng, làm sạt lở, rồi nó tạo phù sa bồi lắng nữa. So với làm kè bê tông kiên cố, mỗi km có thể tốn kém hàng chục tỷ đồng, thì chi phí làm kè sinh thái chưa bằng con số lẻ. Trong bối cảnh sạt lở bờ sông, đặc biệt là sạt lở nội đồng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi, thì đây lại là giải pháp hiệu quả vì dễ làm, chi phí thấp, cộng đồng dân cư có thể chủ động thực hiện. Hiện nay, yoga là hoạt động thể thao được rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi lựa chọn như là một giải pháp giúp cơ thể cân bằng trí và lực. Nhằm đưa yoga đến gần hơn với cộng đồng, mà đặc biệt là nhóm người khuyết tật, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật đã triển khai chương trình yoga trị liệu dành cho người khuyết tật và gia đình của họ. Xin mời quý vị cùng đến với một trong những lớp học của chương trình yoga trị liệu này, đó là lớp yoga dành cho người khiếm thị. Thứ hai, thứ sáu hàng tuần, lớp yoga miễn phí cho người khiếm thị được tổ chức tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Minh Tâm, huấn luyện viên của lớp cũng là một người khiếm thị. Từ năm 2014, Tâm đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về yoga. Đến năm 2019, Tâm là người khiếm thị đầu tiên ở Việt Nam có chứng chỉ huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp. Thường thì người khiếm thị hầu như là ít vận động, lâu rồi các bạn sẽ bị đau cột sống nè, bị các cái chứng bệnh về xương khớp, thì yoga có thể là giúp các bạn giải tỏa hết những điều này, nâng cao sức khỏe của mình và giúp cho các bạn yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn.
Và ngay khi mà mình đi học yoga thì cũng có người thì ủng hộ, có người thì ôi trời ơi mù mà đi tập gì. Nhờ yoga mà Tâm có thể hiện thực được cái ước mơ đứng lớp làm cô giáo của mình. Thì mình cũng muốn truyền cái niềm đam mê với yoga và mình truyền cái môn thể thao bổ ích này đến với các bạn khiếm thị khác. Hiểu được những khiếm khuyết cũng như những vấn đề sức khỏe mà học viên gặp phải, huấn luyện viên đã xây dựng những bài tập phù hợp với dạng tật của học viên. Vì học viên là người khiếm thị nên Tâm miêu tả rất chi tiết từng động tác. Học viên theo đó sẽ tưởng tượng các động tác, tuy nhiên không phải lúc nào sự tưởng tượng cũng đúng. Và những tình nguyện viên mắt sáng của lớp sẽ hỗ trợ điều chỉnh động tác cho học viên. Nếu như mà tham gia một lớp học yoga cộng đồng với những người bình thường khác thì mình nghĩ là sẽ có một cái đôi chút khó khăn. Tại vì là mình không có thể nhìn theo cái người hướng dẫn được. Tham gia lớp này thì mình có các chị hỗ trợ thì mình cảm thấy là dễ dàng hơn khi mình tập luyện. Mỗi buổi học xong á, mình cảm thấy là cơ thể mình nó khỏe, giống như là mình có thêm được cái năng lượng nhiều hơn. Ngoài lớp yoga cho người khiếm thị, khóa yoga trị liệu cho người khuyết tật còn có các lớp dành cho người khuyết tật chân, người mắc hội chứng đau, lớp đa dạng tật. Sau 6 tuần cùng luyện tập, lớp học hướng đến việc các học viên có thể tự luyện tập tại nhà và duy trì lối sống lành mạnh, cũng như lan rộng yoga dành cho người khuyết tật đến các lớp học yoga trong cộng đồng, để từ đó người khuyết tật yêu thương bản thân và hòa nhập tốt hơn. Tối qua tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên Mặt trời phương Đông, sự kiện nghệ thuật mở màn cho chuỗi các chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam trong năm 2020. Và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là hoạt động nghệ thuật chào mừng 53 năm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và năm Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch Luân phiên ASEAN với thông điệp Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Đoàn kết, hữu nghị, Việt Nam trong lòng bè bạn, tích cực tăng cường hợp tác về mọi mặt, đặc biệt là văn hóa. Thông điệp nổi bật của đêm nghệ thuật Mặt trời phương Đông đã được truyền tải một cách sâu sắc thông qua những lời ca, điệu múa mang đậm màu sắc ASEAN. Từ những giai điệu Indonesia rộn ràng, điệu múa Việt Nam uyển chuyển, những nét độc đáo trong âm nhạc Philippines, Myanmar đến vũ điệu té nước của người Lào. Tất cả vẽ nên bức tranh văn hóa ASEAN đa dạng và hấp dẫn khán giả. Đây là một cái chương trình tôi nghĩ là cũng đem đến cho khán giả một cái điều thú vị. Tại vì khán giả từ trước đến giờ cũng có thể là xem các tiết mục của chính người Lào hoặc là người Campuchia, chính những người ASEAN diễn. Mà lần đầu tiên quý vị khán giả có thể được xem các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện những bài hát, điệu múa, bản nhạc đó bằng chính các nghệ sĩ Việt Nam. Đây cũng là một thế mạnh của các nghệ sĩ của nhà hát chúng tôi. Tại vì chúng tôi cũng là một đơn vị đã thực hiện nhiều những chương trình sự kiện của đất nước về vấn đề ngoại giao. Với nhiều người xem đến với chương trình, sự sáng đèn trở lại của những sân khấu lớn sau cả một thời gian dài trầm lắng do Covid-19 mang đến cho họ rất nhiều cảm xúc khi thưởng thức nghệ thuật. Đến giờ này được mở mang rồi lại hoạt động lại bình thường, chúng tôi rất là phấn khởi. Khối ASEAN của mình, tôi muốn là cái đó là cái sự đoàn kết, cái sự hỗ trợ cho nhau để chúng ta cùng đứng trên cái lĩnh vực Đông Nam Á, cái khối Đông Nam Á chúng ta nó hoành tráng, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Năm 2020, Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN. Vị thế Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế sau những nỗ lực và thành công trong phòng chống dịch bệnh đã mang tới một hình ảnh mới, đầy tin cậy về một quốc gia an toàn, thân thiện và hữu nghị. Món quà nghệ thuật hôm nay, những đặc sắc nghệ thuật các quốc gia ASEAN được sự thể hiện của các nghệ sĩ Việt Nam một lần nữa là lời chào mừng đầy tự tin, cởi mở của Việt Nam với các nước láng giềng, cùng nắm tay nhau đồng hành, phát triển. Thông điệp về một khối ASEAN đoàn kết, cùng thắp lên mặt trời nơi phương Đông nắng ấm sẽ còn lưu lại dư vị ngọt ngào trong lòng những khán giả thưởng thức nghệ thuật hôm nay. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên website vtv4.vtv.vn hoặc kênh YouTube VTV4Girl. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.